Mày làm gì mà như bị ma đuổi vậy hả? Có hiện tượng lạ, mày biết chưa? Chuyện gì lạ? Bộ đuôi sao chổi sắp quét xuống trường mình hả? Nhỏ này lúc nào cũng giỡn được hết á. Tao nói nghiêm chỉnh mà. Nhưng mà chuyện gì? Nói đại ra đi. Cứ úp úp mở mở nó phát mệt à. Nè, nói cho mày biết, có một anh chàng từ trên trời rơi xuống hả? Thì cũng có thể. Không biết ở đâu rơi xuống mà nhè ngay trước cổng trường mình mà rơi. 3 ngày nay rồi. À, tao biết rồi. Biết ảnh rồi hả? Bán kẹo kéo chứ gì. Cái anh chàng ngồi bên quán cây sứ kìa. Tao biết rồi. Chân đi giày, áo sơ mi bỏ thùng. Trúng phốc. À, chà, mày á cũng để ý kỹ dữ hen. Dĩ nhiên, thấy người lạ mặt mình phải để ý chứ. Nhưng mày có nghi ngờ gì không? Nghĩ gì? Cái anh chàng đó gián điệp hả? Tao đoán là anh chàng đang trồng cây si một cô nào đó trong trường của mình. Đứa nào ta? Là mày đó. Nhỏ này, tao nói thiệt mà mày cứ giữ hoài. Thôi đi. Xuyến, Thục Hương. Ê Thục, có ai đang kiếm mày kìa? Là người nào? Một anh chàng trồng cây si. Tìm 3 bữa nay rồi đó. Ai vậy? Một anh chàng rất là đẹp trai. Từ trên trời rơi xuống đó. Giỡn gì đó bà? Ai định giỡn với mày? Người ta đang đợi mày ở quán cây sứ bên kia đường kia kìa. Xạo nữa, tao mới uống sữa đậu nành ở bển về nè. Có thấy ai đâu? Mày muốn thấy, đi với tụi tao. Thôi, tao không đi đâu. Sao là không đi? Thì không đi là không đi chứ làm sao? Mày với con Cúc Hương á, toàn bị chuyện không à? Bị hồi nào? Qua bên đó, mày không dám hỏi. Để tụi tao hỏi giùm cho. Đi, nhanh lên. Đi mà. Đi thôi. Từ từ mày. Lẹ đi. Ngồi ở đây kỳ quá mày. Kệ nó. Mặt tao dính lợn nồi phải không? Không sao có người cười. Khi không mà cười á thì mới giỏi chứ, đúng không? Còn đợi thật lát mới cười á. Mày hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi là anh tìm tôi có chuyện gì không? Thôi đi. Tụi bay á, chuyên môn phá người ta không à? Hỏi đi.
Mày không hỏi tao hỏi nghe. Mày con thì hỏi đi. Hỏi đi, đừng thách đó. Này anh bạn. Quen. Ờ, không gọi anh thì gọi ai? Ở đây có ba đứa con gái, chỉ một mình anh là con trai thôi à. Mà tôi gọi là anh bạn, chứ đâu có gọi là chị bạn. Chuyện gì em nói đi. Anh đó nè. Chỗ này. Tại sao? Anh không hiểu. Anh không hiểu thiệt hả? Thiệt. Sao anh tìm nó? Tìm cô này hả? Anh đừng gọi là cô này. Cô em đây tên là Thục. Xin lỗi. Tại chị không biết tên em. À, anh hay quá. Anh khai thiệt đi. Anh kết mua đen cô nào ở trường này? Đâu có. Làm gì có chuyện đó đây. Nói thiệt đi. Tụi em sẽ hỗ trợ cho. Em sẽ là chú bé liên lạc. Em thề không có đọc trộm thư của anh đâu. Tụi em đoán trộm rồi. Không hề có chuyện đó ở đây. Có hề. Không hề. Có hề. Đã nói là không hề. Anh đừng có chối mà. Tôi cũng có chối mà. Thôi. Người ta đã nói không có. Sao mày cứ bắt ép hoài vậy? Ê, mày dễ thương quá không? Mày ngây thơ quá. Sao không có gì? Sao ngày nào anh cũng tới đây? Thấy gì không? Mày, đi nói là mày đuôi đó. Em đó hả? Bốn mắt, chứ không có đuôi. Quán cà phê. Hiện tại anh uống cà phê. Uống cà phê sáng tới tối. Tin không? Hỏi đi. Anh nói uống cà phê gì mà ngồi từ sáng tới trưa luôn. Ai mà tin cho nổi. Tôi đã nói rồi. Không biết dối. Không nói dối thì anh khai thiệt đi. Khai gì bây giờ? Khai tại sao anh ngồi uống cà phê ở đây cả ngày. Tại tôi không biết đi đâu. Ủa, anh không đi làm hả? Không. Vậy là anh thất nghiệp. Thất nghiệp hả? Trời đất, anh thất nghiệp. Sao áo quần láng con dữ vậy? Tại các cô không biết chứ. Bây giờ muốn xin được việc làm bán mặt đàng hoàng. Thôi được rồi. Tạm thời á, tụi này tin anh đi. Nhưng mà tụi em vẫn không hiểu là... Không hiểu chuyện gì? Anh bảo anh thất nghiệp, sao anh lại có tiền uống cà phê? Trời, thưởng gì, tiền cà phê đâu có nhiều đâu. Vậy chứ tiền 3 ly nước cam có nhiều không? Tại sao? Tôi không hiểu. Anh chậm tiêu quá. Ý của nó muốn nói là anh có thể trả tiền 3 ly nước cam của tụi này được không? Thôi. Được rồi, để đó tính cho. Yeah. Anh á chỉ mắc tội chậm hiểu thôi. Nhưng mà khi hiểu ra vấn đề, anh trả lời cũng không đến nỗi tệ. Xem xét lại thì anh cũng thông minh được chút xíu. Báo cho anh biết, trước giờ chưa có ai được dinh dự lớn lao trả tiền nước cam cho tụi này đâu á. Một, hai, ba. Ba nhá. Chào anh. Trời.
nè. Ủa, sao anh ta không tới vậy? Biết đâu, anh ta có tới mà tụi mình mắc học không hay thì sao? Ờ, tao hỏi rồi, con nhỏ bán quán cũng xác nhận hai bữa nay không thấy mặt mũi anh ta đâu hết. Vậy là xong, bị mày bắt nạt dữ quá, anh chàng sợ chạy mất dép luôn rồi đó. Không có đâu, chắc là anh chàng cũng trồng cây si con nhỏ nào rồi bị tụi mình lật tẩy nên chàng trốn luôn. Anh ta đã nói không phải mà, biết đâu được. Ê, tao lại nghĩ khác. Nghĩ sao? Tao nghĩ vậy nè, anh chàng ta bị thất nghiệp lại bị ép trả tiền nước nữa, sợ quá không dám bén mảng lại quán nữa. Đoán mò. Còn tao á, tao nghĩ khác. Tao nghĩ anh ta sẽ trở lại. À, anh chàng ta có hẹn trước với mày phải không? Nhỏ này, cái bậy không à? Chứ làm sao mày biết là anh ta sẽ trở lại? Thì tao đoán vậy thôi. Mày đoán trật lất. Tao dám chắc là anh chàng đi luôn. Bữa trước gặp, tao quên hỏi anh chàng mấy tuổi rồi. Thôi đi, ai đời con gái là đi hỏi tuổi con trai bao giờ? Nhầm nhỏ gì? Tao hỏi tuốt, lần sau gặp mày nhớ nhắc tao nha. Chắc khoảng 22, 23 gì đó. Hơn tụi mình chừng 4 năm tuổi là cùng chứ gì. Theo tao thì anh chàng tuổi con ngựa hay tuổi con dê, be 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 gì đó. Chưa chắc đâu, là tuổi con khỉ thì sao? Có mặt anh ta hiền khô, không thể tuổi con khỉ được đâu. Nói chung theo tao, anh ta không phải tuổi con khỉ, con ngựa. Nhìn mặt hiền như vậy, anh ta cũng đâu phải tuổi con dê. Sao mày biết? Thì tao dòm sơ qua là tao biết liền hà. Anh ta hiền như vậy mà. Anh ta đâu có giống như hùng chỉ của mày đâu. Quỷ à? Mày nói bậy không à? Bậy gì mà bậy? Hùng chỉ sao là của tao chứ? Nó viết thư tỏ tình với ai? Thì kệ nó chứ. Nó có tay thì nó viết, đó là chuyện của nó, đâu phải chuyện của tao đâu. Sao mày lại nhận? Nhận đâu mà nhận. Nó lén bỏ tập tao chứ bộ. Nhưng ai biểu mày mở ra đọc? Mua gì mà không đọc. Vậy là nó chịu hùng chỉ rồi ha. Chịu cái bút xì á. Mà mày cũng đọc thư của nó chứ bộ. Ờ, đọc là tao đọc ké thôi, chứ nó gửi cho mày có gửi cho tao đâu. Ờ, thư là thư của chung. Nếu hùng chỉ là của tao á thì cũng là của mày chứ còn thục luôn. Thôi thôi thôi, cho tao rút tên khỏi danh sách đi. Tụi bay chỉ có gán ghép bậy bạ không hả? Tao cũng xin rút tên luôn. Ừ, trả nó cho Cúc Hương. Tụi mày trả nó cho tao thì tao trả nó về cho ba má nó, tao cũng không có nhận. Nó mà nghe mày nói như vậy á là nó khỏi nhìn mặt mày luôn á. Ờ, cho nó khỏi nhìn mặt. Học không lo học, mày đặt yêu với đương. Mày nói y hệt với bà già vậy đó. Câu đó ở chồn của má tao đó. Đảm bảo đó là câu nói độc quyền đó nha. Theo tao nghĩ là anh chàng tuổi ngựa. Anh chàng nào? Anh chàng da chứ anh chàng nào? Thiệt, tao chưa từng thấy ai vô duyên như mày vậy đó. Đang nói chuyện hùng chĩa, tự nhiên nhảy qua anh chàng da. Trời, mày không biết vô duyên được kết hợp giữa vô tư và duyên dáng hả? Số phận của hùng chĩa coi như là giải quyết xong rồi. Tao quay lại chủ đề cũ, trở lại làm gì nữa? Hải Âu phi sứ đi luôn rồi. Sao? Anh chàng tuổi ngựa cũng hợp thiệt, chỉ tiếc là... Tiếc gì? Tiếc là từ rầy tụi mình uống nước mình tự trả tiền lấy. Cái con này. Ê Cúc Hương, tự trả tiền mày thấy buồn không? Buồn sao không buồn?
quỷ, làm bị tấn hồn à. Bây giờ đi theo tụi tao. Đi đâu? Bây giờ có đi ăn bánh cuốn chung với tao đi. Không phải, bánh cuốn cũng hấp dẫn, nhưng không hấp dẫn bằng chuyện này. Chuyện gì? Mày cứ không sợ bỏ hoài à? Không phải là bộ bí mật. Chuyện hoài à? Vậy đó. Chuyện của mày đó. Chuyện của tao hả? Chuyện của mày, cái chuyện của ai hả? Anh chàng bình thức lại đến rồi đó. Dẹp tụi mày đi. Cứ gán ghép bậy bạ không à? Thôi, không nói nữa, giải nó đi. Đi, từ từ. Đi, đi thì đi. Anh chàng tới cái chuyện ngộ. Dương Duyên à? Tính sao? Tới kệ ảnh chứ, tính sao gì? Ê, ê, con chỉ kìa, con Phương vô đây. Vô đây mấy bạn. Tụi nó đi, qua đây. Lẹ đi. Tao đi à? Không, em ơi. Sợ chị ơi. Em ơi, cho ba ly sinh tố. Bữa nay sao trông anh biết điều hơn bữa trước đó. Biết điều gì? Như vừa rồi đó, anh cười nè. Trời, thì hôm bữa anh cũng cười như vậy mà. Nhưng anh cười kiểu khác, cười khi dễ. Đâu có, anh làm gì mà dám khi dễ tụi em. Biết đâu được, ha. Xíu nói vậy là sai rồi, anh đâu có ý khi dễ đâu. À, anh còn nhớ tên em hả? Hay quá he. Chẳng phải tụi em nói là tên của tụi em vừa đẹp vừa dễ nhớ sao? Ừ. Vậy anh còn nhớ tên hai nhỏ này không? Nhớ chứ. Đây là Cúc. Còn đây là Cúc Ngư. Công nhận anh có một trí nhớ không tồi chút nào hết. Vậy anh có nhớ sau khi tụi này uống nước xong anh phải làm gì không? Lại phải trả tiền chứ gì? Sao lại phải? Phải nói là lại vinh dự trả tiền mới đúng. Ừ, lại giúp chữ. Vậy là anh đồng ý rồi hen. Được thôi, chuyện nhỏ mà. Tốt lắm. Không về, anh là một con người dũng cảm. Cảm ơn anh. Em cứ tưởng anh sẽ trốn luôn rồi chứ. Chạy trốn anh? Thì chạy trốn tụi em. Sao là phải chạy trốn? Tại vì em sợ là phải trả tiền nước. À, ai hôm nay có phải em đi tìm việc làm không? Hả? Làm gì? Thì làm gì? Chứ làm gì? Anh nói là anh thất nghiệp mà. Ừ, anh đi tìm việc làm. Vậy anh tìm được chưa? Xin tố ngon ha. Được rồi. Khi nào thì em đi làm? Khoảng một tháng nữa. À, mà anh làm ở đâu? Anh chưa biết. Hả? Sao kỳ vậy? Một tháng nữa đi làm mà bây giờ anh chưa biết chỗ làm? Ừ thì chưa biết. Trời, anh rắc rối quá đi à. Nhưng điều này anh biết chưa? Điều gì? Thì tụi này sắp tới giờ phải vô học rồi. Sao? Vô học á? Thì tụi này bỏ anh ngồi lại một mình chứ sao? Đúng đó. Tụi em đi đi, để tiền nước, lát anh trả cho. Nói vậy thôi chứ, anh để tụi em trả. Anh chỉ trả tiền cà phê thôi được rồi. Còn hôm nào tụi em nhẵn túi, hết sạch tiền thì ông anh trả tiền nước, đồng ý hen. Còn điều này nữa, anh nhớ nha, trước khi mà đi vắng hay nghỉ phép thì phải xin tụi này không được tự ý đi lung tung như mấy bữa nay nữa, nhớ chưa? Cái anh chàng này vô kỷ luật quá, vắng mặt mà không có phép tắc gì hết. Biết đâu anh ta gặp chuyện gì? Hả? Chuyện gì thì chuyện gì chứ. Tao đã dặn rồi, muốn đi đâu thì phải xin phép, không được tự ý nghĩ như vậy được chứ. Mày làm như anh ta là học trò của mày không bằng vậy. Mày nói như vậy là không đúng. Bữa trước
anh ta đã đồng ý rồi. Bây giờ anh ta vi phạm, phải phạt. Đúng rồi, phải phạt. Nhưng phạt gì bây giờ? Để tao nghĩ coi. Ê nhỏ, mày nghĩ ra chưa? Sao lâu quá vậy? Khó quá à, chờ chút xíu nữa đi. Hay là tha cho tao đi. Thôi. Hả? Tha sao được mà tha. Mày á, lúc nào cũng bên người ta chầm chập hết á. Bên đâu mà bên? Tại tụi mày nghĩ không ra, cho nên tao nói vậy thôi. Không tha gì hết. Kỷ luật phải nghiêm. À, có cách rồi. Cách gì? Bây giờ mình ráng làm nhanh lên đi. Sau đó mình đi uống sinh tố ha. Kỳ uống sinh tố. Ăn nhập gì tới người ta? Ừ. Sao lại không ăn nhập? Mày nói làm sao? Tao chẳng hiểu gì hết á. Tụi mình á, đi uống sinh tố, nhưng tiền thì khỏi phải trả. Vậy chứ ai trả? Anh chàng gia. Anh ta có ở đây đâu mà trả. Lo gì, mình ghi sổ, khi nào anh ta tới anh ta trả. Đó là hình phạt thích hợp nhất. Nhưng mà chắc gì bà chủ quán đó chịu. Ừ, chuyện đó để tao lo. Được không? Vậy đi. Chưa xong nữa hả? Nhanh lên, mày đánh ra coi, lâu quá. Ủa, cái gì đây cô? Tiền nước của mấy cô bé ngồi chung với cậu đó. Mấy cô nào ta? Ba cô gái mà thường ngồi chung với cậu đó, nói là bạn của cậu. Mới đây nè, mới ngồi ăn chè với uống sinh tố đây nè. À, cậu nói cậu uống nhưng mà cậu trả tiền. Cái gì? Mà sao nhiều vậy cô? Cái gì tới 6 ly lận? Có gì đâu ngạc nhiên. Thì ba người, người uống 2 ly là 6 ly. 6, 8, 48, có 48 ngàn hả? Vụ này mới rồi nha. Có gì đâu mới. Ủa gì là trả tiền hả? Đương nhiên phải trả. Thế mà thôi, đừng lấy tiền ra bây giờ. Ờ, cậu cái gì nữa đi, rồi chút nữa tính luôn. Thôi mà, cái nào ra cái đó đi cô. Vậy hả? Vậy thì tùy cậu. Có 48 ngàn hả? À, để tôi tối tiền lại cho cậu. Bây giờ đi cũ ha. Uống cà phê đá phải không? Cho con ly trà đá. Vậy hả? Vậy là chẳng 50. Dạ. Có liền. Nè, dạ. Mỗi bữa vô quán tôi á, đủ cà phê đá. Mà bữa nay uống trà đá là tôi biết xuống cấp rồi đó. Dạ, hên xui. Lúc này lúc khác cô ơi. Đời mà, ai mà học được chữ ngờ. Nó nghe nè, không bị mấy nhỏ nữ sinh nó quậy phá được phải không? Dạ. Nhưng mà nói vậy chứ mấy đứa nó dễ thương lắm. Mà cậu á, tôi cũng có cảm tình đó đó nghe. Dạ. Sau ngày nào tôi đây uống trí tuần quen. Mà cậu đó nghe, cũng hiền lành. Dạ. Tôi có cảm tình với cậu đó. Bởi vậy mới ra đây nói chuyện với cậu nè. Dạ. Nhưng mà chờ tụi nó tan trường cũng có tiếng đồng hồ á, lâu lắm. Có cảm tình chứ không mở không cần ngồi nói chuyện với cậu. Tôi còn phải buôn bán nữa. Thôi ngồi chờ đó nha. À, cô. Hả? Đưa ly nước cho con. Quên. Sao tôi vô duyên quá không biết nữa. Dạ. Uống nước chờ đi nha.
phải công nhận cô này nói chuyện có duyên ghê. Vẫn em fine, thank you chứ. Thank you, and you? Em cũng fine fine thôi. Vậy mà tụi này tưởng anh không bình thường chút nào chứ. Nè ông anh, vậy là ông anh biết khuyết điểm của mình chưa? Biết chưa. Khuyết điểm gì? Ông anh của mình quên sạch sẽ mọi thứ rồi. Công nhận đầu óc có vấn đề rồi. Một tinh thần vô kỷ luật trong một bộ đồ láng con. À, chuyện anh không tới quán đó, anh vắng mặt, mà không có xin phép. Ủa, mà xin phép ai? Xin phép tụi này chứ còn ai vào đây nữa. Hôm trước đã thỏa thuận với nhau rồi. Ơ, anh còn làm bộ quên nữa hả? À, tôi nhớ rồi. Chứ không phải anh cố tình quên hả? Đâu có, quên thiệt mà. Nếu mà quên thiệt thì thôi, nhưng mà như vậy là anh thừa nhận mình có khuyết điểm rồi, phải không? Thừa nhận. Mà có khuyết điểm thì phải làm sao? Làm sao? Phải sửa chữa. Phải sửa chữa, nhưng mà trước khi sửa chữa thì phải kỷ luật. Kỷ luật gì chứ gì nữa, có khuyết điểm thì phải kỷ luật, ai cũng vậy mà. Nhưng kỷ luật gì mới được? Gặp chủ quán rồi anh sẽ biết. Chả rồi. Gặp cậu là tôi đưa bill tính tiền liền hà. Đa tạ, đa tạ. Trời ơi, quán của tôi mà, tôi có mặt mỗi lúc mỗi nơi. Chị là... Sao? Một phe hả? Đâu có một phe gì đâu, hai phe. Cũng là phe chủ quán với khách hàng, cũng như cậu vậy thôi. Mai mốt cậu có cần, tôi đưa giấy cho người nào, là tôi đưa liền. Vụ này mới nữa nha. Mới gì mà mới. Thôi, ngồi nói chuyện nha. Tôi mở không rồi ngồi nói chuyện với mấy người. Ê cô vậy? Cô kéo gì mà? Bà cô. Ờ quên, sao tao vô chi quá này trời. Đúng là khách hàng quen thuộc. Uống gì? Đậu cam cộng khổ nha. Cho ba ly trà đá pha sẵn. Ba ly trà đá pha sẵn. Khuyến mãi, thèm không hút. Chơi tính chê. Cái tờ quyết định kỷ luật đó cần phải lưu giữ cho đời sau. Học tập. Anh nhanh nhẩu như vậy là tốt. Nhưng đó mới chỉ là tập 1, còn tập 2 nữa. Chị đứa đây. Sắp tới tụi em có tham gia một tiết mục văn nghệ ở trường. À. Chị chắc là đi coi. Ê, hả? Chắc là nhờ ảnh. Rồi ôi, đi học gì mà còn vừa đi học nè, vừa biểu diễn văn nghệ, có mệt không? Mệt lắm anh ơi. Mệt anh. Mệt lắm. Mệt. Nhưng mà vui anh. Mà chuyện đó đâu liên quan gì tới anh đâu. Anh vô duyên ghê. Sao lại không? Tụi này sẽ biểu diễn tiết mục bài ca trên sóng. Hay vậy ta. Vậy đó. Mà vậy thì sao? Trong tiết mục đó, Thục và Cúc Hương sẽ là những người cá. Còn em là anh chàng lính thủy. Hiểu ý rồi. Chắc là em tính nhờ anh đóng vai thế hả? Tướng anh á là tướng học trò,
đóng vai lính thủy sao mà nổi chứ. Đúng rồi. Vậy thì chuyện lính thủy ăn nhập dưới đây ta. Trời ơi, anh dễ thương ha. Ăn nhập chứ sao không ăn nhập. Vấn đề là ở chỗ này. Tôi sẽ đóng vai anh chàng lính thủy, nhưng không đào đâu ra được bộ đồ lính thủy. Vậy ý là xíu muốn nhờ anh kiếm giùm hả? Vậy thì nói ngay cho rồi đi. Nãy giờ gặp gió tam quốc nghe bất mẩn. Anh thông cảm cho em đó. Cái tật của nó là vậy đó. Tụi em can hoài mà nó có chịu nghe đâu. Cứ khư khư giữ làm của hồi để mày móc lấy chồng đó. Ngu sao bỏ mày. Zip. Như vậy là anh đồng ý rồi hen. Anh không có chắc là nha, nhưng mà anh sẽ cố gắng. Em không cần anh cố gắng, em chỉ cần anh hứa chắc. Ai lại nói như mày? Anh Zip. Mày quá đáng thiệt á. Kể tao. Chứ gì khủng. Chuyện này có bộ khó rồi nha. Đúng là khó thiệt. Mày hơi bị quá đáng rồi đó. À, bữa nay mày cũng hù một phe với con Thục ha. Có ngon á thì kêu Hùng Chỉ á kiếm giùm đi. Mày đáng thiệt. Dẹp đi Hùng Chỉ đi nha. Thôi mày giọng nó hả? Nó chỉ mày mấy cái luôn. Tao chỉ mày luôn đó. Hả? Tao quên mày mà. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Để anh nghĩ cách coi. Hay là mình tới Bộ Tư lệnh Hải quân. Ở đó có thể có. Anh tới đó đi. Nhưng mà làm sao tới được? Cũng tới phải có giấy giới thiệu. Anh làm đi. Làm đâu ra? Thì anh phải nghĩ chứ. Không lẽ anh chịu thua sao? Vậy thì mình phải nghĩ cách khác thôi. À nhớ rồi. Đoàn ca múa nhạc bóng sen. Đoàn bóng sen. Để anh nhớ coi. Cách đây nhiều năm họ có diễn tới một múa về biển. Nhiều năm. Nhưng làm sao mà mình mượn được. Lâu lắm rồi. Mà anh có quen họ không? Không quen. Trời đất. Vậy sao mà mượn? Thì mình cứ tới đại đi. Biết đâu người ta cho mình mượn. Sáng kiến hay đó. Chị Mai, anh tới đó liền nha. Nha. Nhưng mà mình phải xem trụ sở của họ nằm ở đâu nữa. Rồi chắc phải tối nay à. Vậy mai anh mượn hộ em được không? Gấp không? Gấp lắm. Dầu sôi lửa bỏng rồi. Ồ. 3 ngày được không? 1, 2, 3. 3 ngày thì được. Nhưng anh nhớ đúng hẹn à nghe. Đúng hẹn. Nhớ đó. Được. Xong rồi. Trời đã đặc biệt. Hôm nay là tới 3 ngày đó. Không biết anh có nhớ đem đồ cho mình không ha? Nhỏ thì kia. Cúc Hương. Pha nhé. Hương. Không làm gì vậy? Còn muốn nói chuyện với Hương. Bỏ ra đi. Ấy. Dạ hai đứa. Anh kìa. Quay lại đi. Lẹ đi. Quay lại. Cúc Hương. Chú chạy ra quán nha. Anh chờ chút. Bỏ tôi ra cho tôi đi. Không. Đi Cúc Hương. Không bỏ. Không. Bỏ tay ra. Đi Cúc Hương. Nói chuyện với Hương. Bỏ ra đi. Bỏ ra. Nhanh lên. Đi. Hương. Cúc Hương. Nhắc. Bữa nay lên cấp rồi ha. Dạ, lên cấp. Nói nghe nè, mấy bữa muốn nói chuyện mà bận bịu quá không có nói. Bữa nay đánh răng rồi. Dạ. Để tôi ngồi rồi tôi kể cho cậu nghe. Cái chuyện nó như vậy. Ủa, mới tới hả? Thấy chưa, tôi với cậu không có duyên rồi đó. Thôi, mấy đứa ngồi đi con. À quên, bữa nay con còn vô duyên nữa ha. Ngồi đây dạ. Nè con. Trời ơi, mối ruột của tôi. Sao, tụi con uống gì? Con uống xin tố dâu. Xin tố dâu. Con dừa. Dừa. Con cũng vậy. Có liền. Khuyến mại mọi đứa cao khúc. Vui tính ghê. Đồ lính thủy đâu? Không mượn được. Hả? Sao vậy? Anh có tới chỗ đòi bông sen chưa? Có tới. Nhưng mà người ta nói là lâu quá không diễn tiếp một đó nữa. Phục trang cũ hết rồi. Anh khờ thiệt.
cũ cũng mượn. Tụi này đâu còn đồ mới đâu. Vấn đề ở chỗ là nó cũ quá. Người ta làm giải lao hết rồi. Vậy thì thôi. Tôi cũng mang tới cái này. Gì vậy? Chí Mậu. Hả? Chí Mậu đi làm gì? Tụi em lớn rồi, tôi còn xài với thu công nữa. À, em hiểu rồi. Anh định cắt những cái sọc xanh, dán lại áo trắng phải không? Ừ. Chỉ còn cái này thôi. Hay thiệt á. Em phải công nhận, anh thông minh thiệt đó. Ừ. Lại còn tốt bụng nữa. May cho anh đó. Nếu không nhờ mấy tấm giấy thủ công này cứu mạng, còn suy nó lại kỷ lục anh thêm lần nữa cho mà coi. Mày cứ nói oan cho tao. Chửi oan gì, kỷ luật thì cũng tùy trường hợp chứ. Tối mốt anh có rảnh không? Có muốn coi tụi em diễn không? Ừ. Thôi, anh đừng có đi. Tụi em muốn xấu quá à? Xấu đâu mà xấu. Mày đừng có khiêm tốn, đừng làm mất uy tín cả đám nha. Mày không thấy sao? Mới chỉ coi tập thử thôi mà cả đám trong lớp mình đã lấy tay đuổi mắt hết rồi đó. Ủa mà bộ phòng tập nhiều bụi lắm hay sao mà dụi mắt gì Cúc Hương? Không phải không vậy phải. Ý con Cúc Hương là tụi trong lớp em á không tin nổi vào mắt mình, là tụi mình lại muốn hay như vậy, cứ ngỡ là chủ đoàn nổi tiếng nào đó. Sao anh đi không? Anh chưa biết được nữa. Anh ngại hả? Đâu có ngại gì đâu, nhưng mà chỉ sợ tối mốt anh bận. Thôi vậy đi. Nếu ngày mốt anh rảnh á, anh cứ tới trước cổng trường em lúc 7 giờ thì ít hơn tụi này sẽ dẫn anh vô hen. Vậy thì nếu anh tới trễ, vô một mình thì sao? Đi một mình anh không vô nổi đâu. Bác bảo vệ sẽ đuổi anh ra liền. Phải có tụi này bảo lãnh anh mới được. Anh nhớ nha, trước 7 giờ. Nhớ nha anh. Ừ, nhớ rồi. Thôi mình uống nước đi. Đợi rồi tới. Thôi mình vô đi, chắc ảnh không tới đâu. Sao lâu quá vậy? Ơi mấy giờ rồi Hương? Trễ rồi. Sao đây? Em có bận cái gì không nữa? Sao lâu quá à? Trai con đến trường ngày cùng ngày vào lớp với tôi. Có khi nào anh quên không? Không đâu. Trời ơi, sao chưa vô nữa, tới giờ chỉ thật kìa. Trời ơi, giờ mấy bà cũng nghe nữa. Thôi, mấy bạn lên trước đi nha. Nhanh lên, lên trước đi. Đợi tôi với. Thank you, thầy cô. Thầy cô vẫn thắng em tình lời. Mình mong ôi tìm đất nữa. Thôi mình vô đi, anh không tới đâu. Mày đi im coi, mày cứ im. Rồi bây giờ đập cho con xong chưa đập quà vậy? Ừ. Đâu có đạp cho em. Hai ba, yeah. Xin cảm ơn tiết mục của nhóm X-Men. Chúng ta vừa thưởng thức những vũ điệu sôi động của nhóm X-Men và đồng thời cũng là cựu học sinh của trường đã về đây tham dự liên hoan văn nghệ hôm nay. Và để tiếp tục chương trình,
sẽ là một tiết mục của các bạn nhóm của lớp 11A2. Sao đêm lẽ bình thường sẽ càng khô.